Vâng, thưa quý vị, việc giáo viên đánh đập trẻ ở cơ sở mầm non Sen Vàng của Hà Nội vừa xảy ra đã khiến cho các bậc phụ huynh vừa bất bình vừa lo lắng. Ngày hôm qua thì cơ sở Sen Vàng đã tự xin giải thể, nhưng mà điều này thì lại đẩy nhiều phụ huynh rơi vào cảnh là không biết nên gửi con ở nơi nào. Có con đến tuổi đi lớp nhưng mà không biết phải gửi ở đâu, và gửi rồi thì cũng không thể yên tâm khi mà cả ngày thì phải trông chừng camera để giám sát con ở lớp đang như thế nào. Có lẽ là không nhiều nơi ở trên thế giới mà những người có con nhỏ đi học lại phải luôn ở trong trạng thái bất an như là ở Việt Nam. Vâng, để chia sẻ với các bậc phụ huynh về sự lo lắng này cũng như là bàn luận về nguồn cơn của vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ Nguyễn Trọng Tiến. Anh là một chuyên gia tâm lý giáo dục và có nhiều năm nghiên cứu về trẻ nhỏ. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến với trường quay của Chào Buổi Tối ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện này thì xin mời anh Tiến cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn của chúng tôi. Ở một khu rừng nọ có một bạn khủng long có hàm răng rất khỏe. Cậu có thể nghiền nát mọi vật cứng. Đúng rồi đấy. Cũng có biết một số phương pháp dạy con ở nhà. Thế là mình cũng muốn là có nhiều thời gian. Thì cái phương pháp đấy mình được biết rằng là nếu mà mẹ có nhiều thời gian ở nhà với con ấy thì sẽ tốt hơn. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng chị Kim Thoa đã nghỉ hẳn việc ở nhà để chăm con. Thực tế trước đây, chị Thoa cũng đã có đi tham quan một số lớp học ở gần nhà để chuẩn bị cho con đi học. Tuy nhiên, chị không hài lòng về cách nói chuyện của một số giáo viên mầm non với trẻ nhỏ. Mình cũng không thể suốt ngày đi theo cô để nói rằng cô đừng nói với con tôi câu này, cô đừng nói với con tôi câu kia. Bởi vì là mình chỉ nhìn thấy rằng là đôi khi các cô quát con hoặc là nói với con những câu rất là áp đặt đấy. Thì mình chỉ biết chung chung như thế thôi, nhưng mình không thể chỉ ra được là nhất định là cô phải như này, nhất định cô phải như kia, mình biết rất là khó. Vừa làm mẹ, vừa làm cô giáo của con, chị Thoa thấy đó là một quyết định đúng đắn. Ngoài ra, chị còn có thời gian để đưa con đi khám phá thế giới xung quanh, để bé cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ. Trước khi mong chờ một cái vĩ mô nào đó nó thay đổi tốt hơn, thì dễ thay đổi nhất chính là mỗi mẹ phải thay đổi trước. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng có được quyết định dứt khoát như người mẹ trẻ này. Và để có được quyết định đó, chị Thoa cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Trọng Tiến, anh sau khi xem cái phóng sự vừa rồi mà chúng tôi đã thực hiện thì anh có suy nghĩ gì không ạ? Tôi muốn nói đến cái hành động của người mẹ trẻ này. Nghĩa là cái việc mà chị sẵn sàng bỏ tất cả để ở nhà chăm con. Tôi nghĩ đây là một cái giải pháp thì nó cũng tốt cho cái đứa trẻ đó. Nhưng đây không phải là một cái giải pháp chung cho tất cả mọi người được. Vì không phải gia đình nào cũng có điều kiện như chị Thoa. Và vì thế nên là đại đa số các ông bố bà mẹ vẫn phải chọn cái giải pháp duy nhất, đó là gửi con đến trường. Và hy vọng rằng ấy, sau khi mà mình không có mặt ở trường thì con mình sẽ được các thầy cô yêu thương chăm sóc tốt. Còn những cái gia đình mà có thu nhập thấp hơn nữa chẳng hạn, thế thì có thể sẽ phải chọn những cái giải pháp khác. Ví dụ như gửi con vào các cái nhóm trẻ hoặc là cái lớp trẻ có cái học phí nó thấp hơn, và đành phải sống chung với lũ và với hy vọng vậy. Vâng, tôi thấy là hiện nay thì các bậc phụ huynh của chúng ta dường như là họ đang đúng là sống chung với lũ. Họ nói với nhau là đừng có cho con đi học sớm quá, phải để con mình khi nào mà lớn biết nói rồi thì hãy cho đi học, hay là phải tự thay đổi những cái thói quen của con mình để tìm những cái thầy cô hay những cái trường lớp cho phù hợp. Phải chăng là trước khi mà họ trông chờ vào những cái sự thay đổi về mặt quản lý vĩ mô của nhà nước thì họ đang tự mình phải ứng phó với cái hoàn cảnh hiện nay đúng không ạ? Tôi nghĩ thì trước hết ấy, mà trông chờ vào những cái giải pháp thì nó còn phải là có cần một cái thời gian, vì đó là những cái giải pháp vĩ mô thì cần phải có một cái sự quy hoạch chung. Thế thì các ông bố và mẹ trước hết ấy, thì hãy gọi là tập trung cái thời gian và dành thời gian để chăm sóc con mình nếu có thể. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái giải pháp khác, như là phải tăng cường cái việc quan sát và quan hệ chặt chẽ giữa gọi là gia đình và nhà trường để tránh những cái tình trạng mà bạo hành trẻ có thể xảy ra. Nhiều phụ huynh hiện nay thì họ cũng cho biết là cái trình độ chuyên môn của các giáo viên mầm non thì đang ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng giáo dục ở cái cấp mầm non. Bởi vì là các giáo viên mầm non họ ra trường rất là dễ dàng và có thể là họ chỉ học những cái khóa rất là đơn giản, họ cũng có thể làm được giáo viên mầm non. Bởi vì là chỉ trông trẻ ở những cái cơ sở tư thôi. Có phải là đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc giáo dục ở hệ mầm non của chúng ta đang bị ảnh hưởng như vậy không? Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ cái việc mà giáo viên mầm non yếu về cái trình độ chuyên môn và thiếu cái tình thương trách nhiệm thì đấy là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái tình trạng bạo hành trẻ tràn lan hiện nay. Nhưng mà tôi cũng muốn nói một chút là với cái sự mà phát triển của các cái đô thị và cái dân số trẻ tăng rất là nhanh
thì cái việc mà quá tải cái hệ thống mầm non nó là điều hiển nhiên. Và trong khi đó thì các cái loạt trường tư thục hoặc trường gọi là mọc lên để đáp ứng cái gọi là biện pháp tạm thời. Thế thì cái việc mà tuyển giáo viên theo một cách là để đáp ứng cho đủ số đại trà như thế thì tất nhiên là sẽ không kiểm soát được về cái chất lượng của giáo viên, cái trình độ chuyên môn. Và đương nhiên là khi mà trình độ giáo viên chuyên môn của giáo viên yếu và thiếu thì cái việc mà hiểu tâm tư nguyện vọng của trẻ và giáo dục trẻ thì đương nhiên là sẽ phạm những cái sai lầm như trên. Dạ vâng, thưa anh, thực tế thì giáo viên mầm non hiện đang rất là thiếu và thiếu cả trình độ chuyên môn luôn. Cho nên mới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã đưa ra cái đề án là đào tạo lại giáo viên dôi ra cho các cấp cao hơn về dạy về tiểu học, đặc biệt là mầm non để tránh lãng phí. Thì anh có nghĩ với các giải pháp này là phù hợp và khả thi hay không ạ? Tôi nghĩ nếu mà theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì tôi nghĩ hoàn toàn cái giải pháp này chỉ là giải pháp tình huống tạm thời. Tôi đem cái việc duy nhất mà tôi thấy nó phù hợp đó là giải quyết được cái công ăn việc làm cho cái số giáo viên thừa cấp 1, cấp 2, cấp 3 này. Nhưng chúng ta biết rằng ấy, trở thành một giáo viên mầm non ấy thì không chỉ phải đáp ứng về cái trình độ chuyên môn có thể thông qua cái việc học, thế nhưng mà còn phải đáp ứng về cái việc mà có cái tình yêu, tình thương với trẻ. Và nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần qua đào tạo giáo viên nào cũng có thể trở thành giáo viên mầm non thì tôi nghĩ cái việc đó thì nó không hoàn toàn phù hợp lắm. Dạ vâng, và tôi cũng có một câu hỏi nữa là gần đây chúng ta thấy là tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và cả các thành phố lớn thì các khu đô thị mới mọc lên như nấm. Thế nhưng mà chúng ta thấy có những phường hay có những khu vực ở Hà Nội có đến 5 vạn người dân nhưng chỉ có đúng một trường công lập phục vụ được chỉ có khoảng tầm 13% số lượng trẻ em thôi trong khu vực. Thế không biết là anh có nhận thấy cái sự không đồng đều của phát triển này không ạ? Tôi nghĩ thì không phải chỉ là cá nhân tôi nhận ra, và tất cả các bạn ở đây và các phụ huynh đều nhìn thấy vấn đề đó. Nhận ở một cái góc khác, một khía cạnh khác thì chúng ta thấy rằng so sánh với cái việc mà liên tục cải cách về giáo dục của cấp 1, 2, 3 hoặc là liên tục cải tiến của cái chương trình thi đại học thì hình như chúng ta đã quên mất cái việc mà phải đầu tư cho cái giáo dục mầm non. Cụ thể hơn chúng ta thấy rằng đó là việc các cái thiếu cái trường lớp để đáp ứng cái nhu cầu chính đáng của các phụ huynh là được gửi con vào những cái nơi mà trường có cơ sở vật chất tốt, có chương trình giáo dục tốt. Tôi lấy thêm một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Cái việc mà thiếu các cái điểm trường, điểm lớp như thế thì đương nhiên là sẽ dẫn đến cái việc các loại hình khác đáp ứng cái nhu cầu, ví dụ như là trường tư thục hoặc sẽ phải là mọc lên. Và như thế chúng ta lại quay lại cái vòng tròn luẩn quẩn. Đó là cái việc mà bởi vì thiếu giáo viên nên chúng ta đành phải nhận những cái người mà chỉ có mong muốn là đi làm nghề và lại không có cái nghiệp. Khi mà chúng ta làm nghề mà chúng ta không có nghiệp thì chúng ta sẽ không có cái tâm với nghề, và như thế chúng ta sẽ không làm tốt được. Vâng, nếu như mà liên hệ với các nước phát triển ở trên thế giới thì chúng ta thấy là họ đặt cái việc giáo dục trẻ em ở cái mức độ nào và quan trọng ra sao thưa anh? Theo cái tìm hiểu của chúng tôi là một trong những cái chuyên gia trong nghề thì tôi có thể đưa ra những cái ví dụ như thế này. Ví dụ là Phần Lan là một cái nước châu Âu rất là phát triển về giáo dục, chúng ta đều biết rồi. Thì cái giáo dục mầm non của Phần Lan ấy, thì người ta tập trung cái việc là khơi gợi cái sự sáng tạo cho trẻ. Đấy. Còn giáo dục Nhật Bản, một trong những nước chúng ta nghĩ rằng cái kỷ người Nhật Bản là người có kỷ luật thép, nhưng trên thực tế thì cái giáo dục mầm non ấy thì nó rất là mềm dẻo, và giáo viên thì thường tập trung vào phát triển cái sự tương tác giữa trẻ với trẻ hoặc là trẻ với giáo viên ngoài cái môi trường vật chất rất tốt ra. Còn ngược lại ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà giáo dục trẻ thì mới làm tốt, theo quan điểm tôi là làm tốt ở khâu chăm sóc trẻ thôi, còn khâu giáo dục, giáo dưỡng và rèn trẻ thì có thể là chúng ta cần phải xem xét lại nhiều. Vâng, vậy thì theo anh ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cần phải làm như thế nào ở cả hai phía, phía gia đình và phía các nhà quản lý, phải hành động như thế nào để không còn cái tình trạng là các phụ huynh của chúng ta phải hoang mang khi mà có con đến độ tuổi đến trường mầm non nữa? Tôi thú thực tôi cũng chính là một cái ông bố bà mẹ như các phụ huynh khác thôi, và chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này khi mà xem những clip bạo hành như thế này. Thì chúng ta hiển nhiên thấy rằng ấy, mỗi khi mà có sự việc xảy ra thì các cấp chính quyền và liên quan thì mới lao vào để giải quyết, nhưng mà đấy là chúng ta đang giải quyết hậu quả đã xảy ra rồi đấy. Và để cho gọi là cái hậu quả đó nó không xảy ra tiếp nữa thì tôi nghĩ rằng ấy, các cấp chính quyền cần phải có một cái giải pháp nó đồng bộ và toàn diện hơn, chứ không phải là chờ đến lúc mà có sự việc rồi thì chúng ta mới giải quyết, và chúng ta phải làm một cách triệt để. Nói ví dụ như là cái trường hợp của trường Sen Vàng đây chẳng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng khi sự việc xảy ra thì các cấp chính quyền vào cuộc và xử phạt các cô giáo và giải thể đóng cửa trường. Nhưng mà tôi nghĩ đấy chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì như thế này, chúng ta phải làm quyết liệt hơn.
không chỉ trách phạt hoặc là xử phạt các cô giáo nếu mà các cô gọi là có cái vi phạm, mà chúng ta phải xử phạt cả những cái người quản lý trực tiếp như là chủ trường hoặc hiệu trưởng của trường, và thậm chí những cái cấp lãnh đạo trực tiếp liên quan đến ủy ban xã hoặc là các cái phòng ban giáo dục cũng cần phải nhận cái trách nhiệm về mình, và phải thành lập các cái đoàn thanh tra kiểm tra thường xuyên, giám sát thường xuyên. Thế vậy thì cái chất lượng giáo dục tôi sẽ nghĩ rằng nó không thể lên một sớm một chiều, nhưng ít nhất nó có thể cải thiện trong trước mắt. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trọng Tiến với những ý kiến chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, trẻ em thì như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Nhưng mà hiện nay thì nhiều đứa trẻ đi học không có cho mình được một môi trường lành mạnh để có thể phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần. Mà thay vào đó thì các em lại phải đối mặt với những điều mà người lớn gây ra. Để rồi từ đó thì nó sẽ in hằn vào tâm lý của các em những điều không tốt. Và đó là những viên gạch rất là xấu khi mà xây một ngôi nhà an toàn của trẻ trong tương lai. Vì thế trước khi mà nói những lời to tát thì việc đầu tiên người lớn chúng ta phải quan tâm chính là tạo ra một môi trường sống đáng sống và môi trường học đúng nghĩa là học, và trau dồi nhân cách của trẻ.